cả mọi người, hôm nay Trần Lam sẽ quay màn hình lại cách tải app Vutacam về để chúng ta quay video vô cùng đơn giản và nhanh gọn nhé. Đó là chúng ta sẽ vào CH Play và chúng ta sẽ gõ lên cái phần tìm kiếm này, đó là Vutacam, thì nó sẽ hiện lên là Vutacam camera. Ở đây Trần Lam đã tải về rồi thì nó nằm sẵn ở đây, và khi tải về thì chúng ta nhấp vào mở nó ra. Khi chúng ta mở nó ra thì đây là một cái giao diện để chúng ta chụp ảnh, đó là camera. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái giao diện màu vàng này. Khi chúng ta nhấp vào giao diện màu vàng thì ở đây nó sẽ ra rất là đẹp, vì Trần Nam đã chỉnh rồi cả nhà nhé. Nếu như các anh chị chưa chỉnh thì các anh chị nhấp vào làm đẹp này để chúng ta chỉnh theo khuôn mặt của chúng ta ở trong làm đẹp này. Nó có các thao tác ở trong này, và bộ lọc chúng ta chọn bộ lọc nào chúng ta thấy hợp với làn da của chúng ta, sáng vừa sáng thì chúng ta chọn ha. Đây Trần Nam đã chỉnh rồi, thì ngay hai cái phần làm đẹp và bộ lọc này chúng ta nhấp vào và chúng ta chỉnh bên trong. Sau khi chúng ta đã chỉnh được làm đẹp và bộ lọc rồi thì chúng ta thấy ba gạch ở trên góc phải ở đây ạ, ba gạch ở đây. Thì chúng ta nhấp vào ba gạch này sẽ hiện lên cái phần là cài đặt chụp ảnh ngay cái hình răng cưa ở đây ạ. Chúng ta sẽ nhấp vào cài đặt chụp ảnh. Nếu như chúng ta muốn hẹn giờ để quay video thì chúng ta hẹn có thể là hẹn 3 giây hoặc 6 giây ở đây để chúng ta chuẩn bị và chúng ta quay. Sau khi chúng ta nhấp vào cái hình cài đặt này thì chúng ta nhớ là hãy mở lên, mở tất cả các cái nút làm đẹp lên màu cam. Còn nếu như ai là nam á thì chúng ta không cần trang điểm khuôn mặt, không để cần để son môi thì chúng ta tắt nó đi, chúng ta chỉ để khuôn mặt nữ thôi. Và cái phần quan trọng đó là ngay cái chỗ mà cài đặt hình mờ này, cài đặt hình mờ này thì các anh chị nhớ tắt đi để khi chúng ta chụp ảnh hay là quay video nó sẽ không có hiện lên cái logo, đó là Vutacam. Đó là phần chỉnh sửa ha. Trong tất cả các cái chức năng này các anh chị kéo lên này, nhớ này, dòng đầu chúng ta bật, dòng thứ hai bật, dòng thứ ba nếu như là nam thì chúng ta không cần bật, nữ thì chúng ta vẫn để bình thường không sao. Nếu như chúng ta muốn để trang điểm nhiều khuôn mặt thì chúng ta bật lên, còn không thì chúng ta tắt đi. Rồi chúng ta kéo lên khúc trên này, chúng ta cũng bật hai cái nút dưới cùng này lên, đó là cho phép bắt đầu gửi thông báo. Thông báo, đó, chúng ta bật nó lên. Nhất là cái phần cài đặt màn hình chờ này thì các anh chị nhớ là tắt nó đi để không hiện logo lên ha. Rồi ok, sau khi chúng ta đã chỉnh sửa được cái phần cài đặt thì chúng ta quay trở ra. Quay trở ra và ở đây là đang để chế độ chụp ảnh các anh chị nhé. Ở đây là đang để chế độ chụp ảnh này. Chúng ta muốn quay sang video thì chúng ta sẽ tích vào cái phần video. Khi chúng ta tích vào phần video, ví dụ như chúng ta muốn quay 1 phút, 5 phút thì chúng ta nhấp vào ngay cái kim đồng hồ đây. Kim đồng hồ đây để chúng ta chỉnh cái phần phần phút. Thì ở đây á, nếu như chúng ta dùng Pro thì sẽ được 30 phút, nhưng chúng ta dùng miễn phí thì chúng ta chỉ được đó là 10 giây, 15 giây, 1 phút và 5 phút. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đó là 5 phút ạ, chọn 5 phút. Rồi, sau khi chúng ta chọn được 5 phút rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào cái phần comment này. Comment này là để giúp chúng ta đưa nội dung lên và đọc theo. Đưa nội dung lên và đọc theo mà không cần phải tự học thuộc kịch bản. Vâng, thì ở đây Trần Lam đã có sẵn thì Trần Lam sẽ tích vào và Trần Lam xóa cái phần nội dung này trước đi ha. Xóa nó đi. Rồi, ví dụ như khi nhấp vào đây rồi mình đã soạn sẵn một cái kịch bản rồi thì mình sẽ dán lên đây. Ví dụ như Trần Lam có kịch bản bên Zalo, Trần Lam sẽ đi qua Zalo và lấy cái kịch bản đó này. Trần Lam sẽ đi qua Zalo và lấy cái kịch bản và sẽ đưa vào ngay cái phần dán. Được chưa? Có mất tiêu. Đây, ví dụ như Trần Lam có kịch bản ha. Xin chào, tôi là Trần Lam, thì Trần Lam sẽ sao chép cái kịch bản này. Được, khi chúng ta muốn đưa vào Vutacam thì chúng ta hãy chuẩn bị kịch bản ha, và chúng ta giữ 3 giây ở đây để dán cái kịch bản này lên. Sau khi chúng ta dán được cái kịch bản này lên rồi thì các anh chị sẽ bấm vào hoàn. Bấm vào hoàn. Và sau khi chúng ta bấm vào hoàn thì ở đây chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ chỉnh theo cái dòng đọc ha. Ví dụ như Trần Lam sẽ bấm lên. Đó, bấm lên. Đó, cho chạy 3 giây xong mình đọc theo chữ này. Xin chào, tôi là Trần Lam, năm nay tôi 39 tuổi, tôi quê ở Nghệ An, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang làm master sàn thương mại điện tử marketing và cũng là nhà đồng sáng lập cộng đồng KTV Khởi Tâm Phúc, với sứ mệnh lan tỏa truyền cảm hứng, giúp đỡ cộng đồng bước vào kinh doanh tỉnh thức đủ đầy cân bằng giữa đào và đời. Để có cuộc sống bình an, hạnh phúc toàn phần, tôi có rất nhiều món quà miễn phí 100% dành cho cộng đồng, như là công thức, công cụ và quy trình có thể giúp cho cộng đồng kinh doanh
từ đồng hóa cũng như là đời sống của bạn được tốt đẹp hơn. Nếu bạn mong muốn và khao khát được tham gia vào cộng đồng của tôi thì hãy liên hệ với tôi, Trần Lam, người chia sẻ và gieo hạt, Zalo 0393674815. Vậy thì sau khi chúng ta đọc xong thì chúng ta bấm cái nút ngay cái dấu bằng ở dưới cùng. Và chúng ta bấm vào đây tích và chúng ta bấm chữ hoàn. Bấm chữ hoàn để cái video của chúng ta được thành công. Đó, và trong cái thời gian các anh chị đọc, nếu như mà chữ có càng nhanh quá thì các anh chị có thể là nhấp vào ngay cái hình cây viết nhá. Chúng ta có thể nhấp vào ngay hình cây viết ở đây. Chúng ta nhấp vào hình cây viết, lúc đó chúng ta có thể là điều chỉnh này. Chúng ta có thể là chấm phẩy ở trên này, và mỗi lần chỉnh sửa như vậy xong rồi thì chúng ta lại bấm vào hoàn. Và nếu như chúng ta cảm thấy chữ nó nhanh quá thì chúng ta tích vào bên tay trái ngay cái ô hình bầu bầu ở đây chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta nhấp vào đây. Và ở đây chúng ta có thể là chỉnh sửa ha. Trần Lam sẽ nhấp vào đây khi chúng ta nhấp vào thì ở đây nó sẽ hiện lên cái thanh này cả nhà nhé, kích cỡ phông này, tốc độ này. Chúng ta muốn để tốc độ nào thì chúng ta chỉnh tốc độ bên trên là phông chữ, chữ lớn nhỏ, L này, size M, size S, size L, size XL. Còn tốc độ là 1 nhân, 2 nhân, 3 nhân. Chúng ta để như thế nào cho thích hợp để chúng ta đọc vừa cái dòng nói của chúng ta đi theo cái chữ để không có bị trật á, thì chúng ta sẽ chỉnh ngay cái phần bên góc trái ở đây Đó. Còn bên góc phải này là chúng ta sẽ nhấp vào để chỉnh sửa cách chữ này, chấm phẩy ở đây. Vậy là chúng ta đã quay xong một video mà chúng ta không cần phải học thuộc kịch bản, chỉ cần dán lên đây và chúng ta làm theo. Ok cả nhà ha, chúc cả nhà thường xuyên quay video, tự tin hơn nữa. Xin chào.